Hai xin chào tất cả anh em nha. Thì một số anh em cũng có đề nghị với Nam á là làm một cái đoạn video về cái cách thức mà nuôi trái mít như thế nào để cho nó đạt cái hiệu quả cao và trái nó sẽ hạn chế được là bị méo trái. Thì Nam cũng làm cũng nhiều cái clip về cái vấn đề là nuôi trái, dưỡng trái lắm rồi. Thì Nam cũng xin chia sẻ đến tất cả quý bà con nông dân của mình về cái vấn đề là nuôi trái mít như thế nào để cho đạt cái hiệu quả cao. Thì một số như anh em cũng vô comment ở trong YouTube của Nam thì cũng có để lại bình luận bên dưới, thì nhờ Nam ra video về cái cách thức mà nuôi trái mít như thế nào để cho nó đẹp trái đó. Thì sẵn tiện đây thì Nam sẽ làm một cái clip luôn. Thì nuôi trái mít đó, thì hầu như là giai đoạn trái mít nhỏ đó thì mình sẽ nuôi bằng hình thức là thường thì Nam cho tứ cái dòng xô mát da băng đó. Thì mọi người cũng khá là nhiều quen biết về cái dòng xô mát da băng rồi. Xô mát da băng đó là xô 20 kg và xô 4,5 kg. Thì tùy vào cái giường của mọi người, ví dụ như giường mà số lượng nó nhiều quá thì mình số lượng nhiều quá thì mình xài cái xô 20 kg, còn cái giường nào số lượng ít thì mình xài cái xô 4,5 kg. Thì đặc biệt ở đây á, là cái xô mát da băng á, là cái xô đó là chiên tứ để cho nó giúp cho cái quá trình trái của mình nó sẽ lớn nhanh hơn và được trái, nó thúc cái trái của mình nó sẽ thúc phì cái trái ra. Thì thường một xô mát da băng đó là mình tứ cho 400 gốc cộng cho 4 kg humic là mình tứ cho 400 gốc xô 20 kg nha mọi người. Thì đồng thời thì ở trên thì mình cũng có phun dưỡng trái. Phun dưỡng trái thì mình phun cái dòng như nuôi mít nhỏ nè, rồi cộng với cái 12-8-20, rồi thuốc sâu đó, rồi mình phun ở trên lá, rồi bắt đầu để cho nó vận chuyển vào, nó giúp cho cái trái của chúng ta nó được diễn ra được tốt hơn. Thì thời gian từ lúc mà mình tứ dòng xô á, thì thường á, thì dòng xô mình tứ xong rồi á, thì khoảng 15 ngày sau thì bắt đầu Nam sẽ tiến hành đi 3 số 16, gãi xương xương cho cái cây của mình. 3 số 16, thì 3 số 16 anh em có hỏi là cái dòng 3 số 16 nào để cho nó đạt hiệu quả, thì cái này Nam cũng chia sẻ đến tất cả quý bà con dân mình luôn. Hầu như là tất cả những dòng 3 số á, đều trên thị trường á, là đều hàng nhập, bà con nông dân mình cứ xài không sao hết. Thường là cái bao nó là 25 kg đó, thì mình gãi xương xương cho nó gốc khoảng 100 gram đó lại được rồi, mình gãi xương xương thôi, đừng gãi nhiều quá. Nhiều quá thì nói chung nó dẫn đến tình trạng là cây chúng ta nó bị xì mũ đó. Rồi ở trên đó thì thời gian tầm khoảng từ 10 đến 15 ngày đó, mình xịt xương xương dưỡng trái cho cái cây chúng ta. Xịt thì ví dụ như Nam cũng nói đó, như mình xịt ở đây ví dụ như thuốc dưỡng nè. Thuốc dưỡng thì mình cộng cái chai nuôi mít nhỏ, lúc mà trái nhỏ đó mình cộng cái chai nuôi mít nhỏ cộng với cái gói 12-8-20, cộng với canxi bo, với thuốc sâu, mình xịt lên cho cái dàn lá đó để cho nó vận chuyển vào để nuôi được cái trái. Thì ngoài ra tháng mùa mưa á, thì cái tháng này á, thì một số nhà vườn á, thì cũng đang gặp một cái vấn đề đó là gì, bị ruồi vàng nó chích á, bị ruồi vàng nó chích. Nghĩa là hiện tại giờ cái giai đoạn này là cái ruồi vàng nó chích kinh khủng lắm, thì mọi người cũng nên chú ý giùm cho Nam. Một là cái vấn đề ruồi vàng, hai là cái vấn đề là tháng thư cuốn. Cái tháng thư cuốn á, thì theo như Nam có làm nhiều năm rồi, Nam thấy là cái tháng thư cuốn á, thì bà con nông dân mình nên lùa trước, lùa chằn chằn dùm cho Nam lùng là lúc giai đoạn trái nhỏ đó. Mình mặc dù là mình thấy cái cuốn nó vẫn màu xanh nó đẹp lắm, nhưng mà từ từ lớn lên bắt đầu nó chuyển lại cái tháng thư cuốn, nó bị bệnh tháng thư cuốn. Thì cái vấn đề đó là gì, mình phải ngừa từ lúc nhỏ, đừng có để bị rồi mình mới trị. Thì cái vấn đề đó là lại khác, bởi hình ra ngừa trước là như chẳng hạn là gì, thường á, thì Nam cho xịt cái thằng siêu nấm siêu phẩn, có thể là bà con nông dân mình cộng với cái chai anh Win luôn, cộng với anh Win mình xịt vô để mình ngừa cái giai đoạn là cho trái của mình nó được, da nó được xanh nó đẹp, với nó ngừa được cái vấn đề tháng thư cuốn đó. Rồi có thể mình cộng với thuốc dưỡng mình xịt bình thường không sao hết. Rồi có một cái nữa là gì, khi mà giai đoạn mít á, thường á, thì bà con nông dân mình cố gắng là gì,
phun dưỡng trái á, mình phun vào xa xa cái trái ra, cứ tầm khoảng từ 10 đến 15 ngày đó mình phun một lần. Nhưng mà mình phun ở đây là gì? Mình phun là phun ướt trên lá cho nó hấp thụ từ lá, nó vận chuyển xuống nuôi trái nó sẽ hay hơn. Còn vô trái á, thì mình phun thiệt là xa ra, chỉ có cái hơi xương thôi, để bảo quản được cái da trái của chúng ta cho được đẹp, nó không bị bể đầu gai. Càng xịt vô trái càng nhiều thì Nam thấy là cái tỷ lệ mà bể đầu gai nó rất là cao. Đó là cái chia sẻ đến tất cả quý bà con nông dân của mình. Vậy còn thì cách mà đi phân á, đi phân thì đi như vậy, cứ tầm khoảng là gì 15 ngày thì mình đi dinh dưỡng một lần. Dinh dưỡng ở đây á, là thường thì Nam nói là gì, dinh dưỡng ở đây mình đi là cái dòng 3 số 16 cho giai đoạn trái nhỏ. Trái nhỏ mình đi 3 số 16, 15 ngày sau mình đi dòng xô, mình xô xô tứ cho nó lớn trái, thúc trái cho được, nói chung là no cái trái, bự cái trái ra, bự cái trái ra đó, lại vậy. Thì cứ chu kỳ vậy, mình cứ đi vậy chằng chằng thì trái mít chúng ta nó cũng rất là dễ để nuôi trái. Ngoài ra thì mình cũng nên tăng cường vào mình xịt ngừa cái nấm bệnh trước, ngừa cái nấm bệnh. Thì chẳng hạn là thường thì Nam thấy là gì, nó bị thắng thử cuốn là nhiều. Cái thắng thử cuốn thì bà con nông dân của mình là nên hạn chế phun trực tiếp vào bên trái. Nếu mà phun vô trái nhiều quá thì nó làm cho cái vấn đề là bể đầu gai là một. Cái thứ hai nữa là cái màu da của cái trái mít nó không có được đẹp. Hầu như những vườn mà làm cho Nam, làm với Nam á, Nam đều kêu anh em là phun trực tiếp lên trên lá nhiều, còn trái phun xa thì xa ra để cho nó bảo quản được cái trái cho nó được đẹp nha mọi người. Đó là những cái mà cần lưu ý khi cái tháng mùa mưa lại vậy. Còn về cái vấn đề mà dinh dưỡng á, thì cái dinh dưỡng ở đây á, thì Nam cũng có nói với mọi người như thế này, là Nam ra đây Nam xin bịt khẩu trang lại nha mọi người. Cái dinh dưỡng á, thì cứ 15 ngày mình đi một lần như tứ dòng xô, xong rồi mình bắt đầu mình đi lại cái dòng 3 số 16, mình gãi 3 số 16 để cho nó thúc đầy đủ cái dinh dưỡng hơn, để cho cái cây, cái trái của chúng ta nó được diễn ra, được nói chung là nó lớn đều cái trái ra. Còn cái trái nó rơi vào tầm khoảng từ 4-5 kg thì giai đoạn này mình sẽ đi cái dòng NPK nó sẽ cao lên một chút, đó là 20-20-15 mình đi cho nó cao lên chút xíu. Thì tại giai đoạn này là mình hết sợ bị giật trái rồi. Nó lại vậy thì để mà để nuôi được một cái trái mít đó, nó đạt á, thì nói chung là cũng rất là khó. Thì còn như một số anh em thì nói là mít thì cứ gãy phân, cứ gãy phân thì trái vẫn lớn cày cày. Đúng, cái vấn đề đó anh em nói đúng chứ không phải là nói sai. Nhưng mà ở đây là gì, mít á, anh em gãy á, ví dụ như mình thấy một số anh em á là gãy cái dòng 30-10-10. Đặc biệt anh em nào làm vườn với Nam thì sẽ biết về cái vấn đề là có nên gãy 30-10-10 cho mít thôi hay không. Tại vì thường á, là Nam sẽ không cho gãy cái dòng 30-10-10. Tại vì sao? Khi mà gãy 30-10-10 cho giai đoạn nuôi trái á, trái cực kỳ lớn, trái nó rất là lớn. Khi mà nói chung là những nhà vườn mà gãy 3 số 16 hoặc là gãy 20-20-15 đó, trái nó rất là, nó lớn không có được bự. Nhưng mà những nhà vườn nào mà gãy thằng 30-10-10 đi, anh em coi đi, trái cực kỳ lớn. Nhưng mà nó sẽ đem lại một cái hậu quả sau này là gì? Khi mà thu hoạch cái lứa mít đó xong rồi, cây nó dẫn đến tình trạng là xì mủ cho cái cây mít Thái, xì mủ. Tại vì sao? Cái dòng 30-10-10 á, ở đây mình xin nhắc lại với tất cả quý bà con nông dân mình luôn, 30-10-10 nó là một cái dòng đạm cao trên thị trường, nghĩa là 30% đạm, 90% là 10% là lăng, 10% là kali, hoặc là cái công thức 30-99 đó là cái công thức cũng đạm cao và lăng là chính, kali là chính. Đó là cái dòng mà thường là Nam là không cho xài cho mít Thái của mình. Thường á, thì mít Thái á, thì Nam cho xài là cái dòng là 3 số 16 vào cái giai đoạn trái nhỏ. Trái mà rơi vào tầm khoảng từ 4-5 kg á, thì bắt đầu Nam sẽ chuyển lên Nam xài là cái dòng 20-20-15 loại một màu. Đó, thì gãi xong rồi á, thì tới giai đoạn mà chuẩn bị gần bán đó, thì Nam sẽ thúc cho một cử kali. Kali, đó,
À, bây giờ là phải thúc như vậy để cho cái màu da của cái màu của cái muối của trái mít chúng ta được đẹp. Tại vì hầu như một số bà con nông dân của mình đó còn xíu sót một cái vấn đề là gì, khi mà trước khi thu hoạch á bà con nông dân của mình không có rải kali đó, thì nó dẫn đến tình trạng là cái muối nó sẽ không được đẹp, cái muối nó không được đẹp. Kali á, thì nó chỉ là kali, mục đích của kali á, bà con nông dân mình cũng xưa giờ cũng biết rồi đó, công dụng của nó là gì, giúp cho trái chúng ta nó được ngọt lên màu đó. Lại vậy mình nên cố gắng là trước khi thu hoạch thì mình nên làm cho nó một cử kali trước khi tầm khoảng từ 1 tháng lại vậy. À, còn về cái vấn đề là xịt á, thì cứ xịt dưỡng cứ chằng chằng giùm cho Nam Lùng, chằng chằng như Nam nói đó, tầm khoảng từ 10 đến 15 ngày thì mình xịt phun ở trên lá đó một lần, như là cái canxi bo, chai gieo lớn trái mít nè, trái lớn lớn thì mình xài chai gieo lớn trái mít cộng với gói 12-8-20 với thuốc sâu, rồi cử sau bắt đầu mình chim lại thuốc, cử thuốc bệnh. Thuốc bệnh thì thường như chẳng hạn là mình muốn màu da mình nó đẹp á, thì bà con nông dân mình xài cái bộ siêu nấm siêu phẩm cộng với cái chai Anh Quyên đó, mình xịt vô để cho cái da cái trái của chúng ta nó sẽ không bị bệnh đó. Lại vậy thì Nam cũng gỡ cái video này đến tất cả quý bà con nông dân của mình về cái giai đoạn nuôi trái mít như thế nào để cho đạt cái hiệu quả. Thì anh em có thắc mắc thì hãy liên hệ vào số điện thoại của Nam hoặc kết bạn Zalo với Nam để trao đổi cho nó rõ hơn. Rồi Nam cũng kết thúc video tại đây, cũng cảm ơn quý bà con nông dân của chúng ta thời gian vừa qua đã đăng ký ủng hộ cho Nam, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho Nam để Nam ra nhiều cái video hay hơn nữa nha.